anh có thể dễ dàng chặn một chiếc xe bằng cánh tay sắt của mình, thậm chí có thể làm cong gậy sắt. Yeoriam vô cùng ngạc nhiên khi biết được chuyện này, nhưng cô vẫn chấp nhận. Trong thời gian yêu đương cùng Yeoriam, cơ thể Seo Yeon bỗng có chút bất thường, cảm biến bị trục trặc do nhịp tim đập mạnh. Để bảo vệ cơ thể, anh chỉ có thể tạm thời tháo sắt ra. Một hôm, Yeoriam nhìn thấy một người đàn ông đang bắt nạt một cô gái. Cô bước tới khuyên ngăn bất chấp nguy hiểm, cuối cùng bị anh ta tức giận đâm cho một nhát. Yeoriam người đầy máu gục ngã trên đất. Đồng nghiệp nhìn thấy lập tức gọi điện cho Seo Yeon. Sau khi đến sân bay và biết mọi thứ, anh tìm được bức ảnh người đàn ông đó và hỏi về các quán cà phê internet mà anh ta thường lui tới. Khi anh ta bước ra khỏi quán cà phê internet, đánh anh ta một trận dã man. Sau khi đánh xong, Seo Yeon đưa anh ta quay lại sân bay và nhốt trong nhà vệ sinh, gọi cho bảo vệ để bắt kẻ giết người, để anh ta chịu sự trừng phạt của pháp luật. Lúc này, tiến sĩ nhận được báo cáo xét nghiệm cơ thể của Seo Yeon. Kết quả là rất tệ, bảo anh mau chóng quay về điều trị, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Seo Yeon lại từ chối, anh muốn tiếp tục bảo vệ Yeoriam. Để Seo Yeon tiếp nhận điều trị, tiến sĩ đã bí mật tìm Yeoriam đến, nói rõ mọi chuyện cho cô. Sau khi biết được mọi chuyện, cô khuyên Seo Yeon mau điều trị, cô sẵn sàng làm tay chân của anh, luôn bên cạnh anh. Seo Yeon nhìn người mình yêu không kìm được nước mắt, anh không muốn trở thành gánh nặng cho cuộc đời cô. Hôm sau tỉnh dậy, Yeoriam lấy ra một dụng cụ, đó là dụng cụ mà tiến sĩ đưa cho cô, có thể ngăn thiết bị của Seo Yeon hoạt động. Lúc cô đang do dự không nỡ ra tay, thì Seo Yeon tỉnh lại. Một năm sau, cả sân bay đều đang bàn tán một người đàn ông bẻ cong ống sắt bằng cánh tay của mình. Yeoriam nghe thấy vội vàng chạy đi xem. Quả nhiên, Seo Yeon đã trở lại. Hai người vội ôm chầm lấy nhau. Anh chỉ mất 3 giây để yêu cô, nhưng lại dùng cả đời để bảo vệ cô.